Hiện đi chụp lén á, thì mình còn cái là chạy được phải không? Thằng chạy thằng ấy lại hả? Giỏi vậy, mình là thằng Ôi, giỏi. em tôi nói chạy chỗ nè bạn. Ok, hello, xin chào mọi người. Và ngày hôm nay thì không có làm lóc gì về ăn uống cho mọi người xem được, tại vì không có làm, tại vì không có làm đó. Ngày hôm nay thì tôi sẽ gọi là đi ra ruộng, tại ở ngoài đây nè các bạn, ở sau lưng tôi đó là có kiểu là lúa bạn đó, nên bây giờ chúng ta sẽ ra chụp nó, coi nó có đẹp không thấy không đó. Thì nói chung thì tôi cũng có máy chụp hình, tôi cũng biết sương sương chụp hình rồi, chụp ảnh. Bây giờ thì tôi đi ra ruộng người ta tôi chụp, chứ tôi dọn đây đâu có ruộng nào cho nó đâu. Có riêng chỗ này là có lúa hay các bạn ơi, thấy không các bạn, thấy không đó, chỉ có riêng chỗ này có lúa thôi. Tôi thì đi chung với riêng em tôi, lỡ mà hai thằng mà có bị ta phát hiện đi chụp lén á, thì mình còn cái là chạy được phải không? Thằng chạy thằng ấy lại hả? Giỏi vậy, mình là thằng Ôi, giỏi. em tôi nói chạy chỗ nè bạn. Định hình là Giỏi cái gì, cái này cái gì, định hình là cái này cái gì, cái á. này cái ổi hả bạn? Cái này cái ổi. Ê, kiếm té. Cái này là cái bình bát bạn ơi. Dạ, trời Ừ. ơi. Đó, nhà tôi có cây này nó siêu to siêu khổng lồ luôn vậy đó. Nói chung thì tôi rất là khoái chụp hình bầu trời và phong cảnh, thề đúng thích luôn á. Đây thì ngày hôm nay thì mình có con Canon 700D lens 18-55 đó, để đi chụp cho bạn coi đó. Em tôi sẽ quay hộ tôi một xíu. Thì nếu các bạn mà có theo dõi trên Facebook của mình hoặc là đúng rồi, trên Facebook và fanpage Zalo đó, thì các bạn có thể biết mình rất là cái là một người rất là thích chụp phong cảnh không đó, như là chụp ở ngoài đồng ngoài trời, hay là nhất là hoàng hôn. Mình rất là thích chụp hoàng hôn luôn, ở hoàng hôn nó có những gì nó không có giống nhau lắm không, nên chụp rất là thích. Ngày hôm nay thì tôi sẽ lần đầu tiên chụp hình những cái bông lúa này bạn, để về kiểu là làm kỷ niệm chơi thôi chứ không có gì hết đó. Trời thì chuẩn bị sắp mưa, mây nó quần khá là nhiều luôn đó các bạn đó. Và bây giờ thì tôi sẽ bật máy lên cho bạn xem đó. Đó, bây giờ thì tôi sẽ focus cái cọng nó trước nha bạn. Và tôi sẽ dùng một miếng tảng sáng thế này, phẩm là miếng này là anh tôi cho, tôi định mua, tôi nhắn tin hỏi anh tôi mua ở đâu và anh tôi có dư á, nên tôi cho tôi một miếng để tảng cái sáng ra, cái lát ra cho nó đẹp, màu cho nó đẹp hơn đó. Đơn giản thôi, quay lên thôi đó. Đó bạn thấy đó, chụp anh quay phim cái đó đúng đẹp luôn các bạn ơi. Mình sẽ hút cái ảnh này lên đó, bạn thấy ảnh của anh quay phim không? Chụp tấm nữa nha, chụp tấm nữa cho anh quay phim nha. Anh quay phim hết chụp hình luôn các bạn, đó khá là đẹp luôn đó. Bây giờ chúng ta sẽ pho kết lại cái bông lúa, cái cọc bằng cọng này các bạn. Đó, các bạn thấy đẹp không? Kiểu là chờ chuẩn bị mưa nên không có hoàng hôn. Ở đằng kia, kia xa xa kia nó mưa kìa các bạn ơi. Đó. Thì chắc đó là nói cho anh quay phim biết luôn là chắc đó là trái bình bát chứ không phải là trái ổi nha. Để xong thôi. Anh quay phim cứ bảo đó là trái ổi hoài các bạn ơi. Đó. Ok, bây giờ thì mình sẽ mượn anh quay phim chụp mình một số tấm hình. Mượn anh quay phim lấy điện thoại trong túi tôi ra, lấy điện thoại ra, bỏ mic đâu chỗ rồi là đem kia, bỏ mic kia đi đó. Tại cái mic này là cho cái mạc, cho cái ấy nè các bạn ơi, gắn vô kia thì bỏ những kia đi đó. Tôi sẽ mượn anh quay phim chụp cho tôi một số tấm ảnh giống anh kia đi đó. Tôi mất cười quá bạn, cái này nó là cái ổi mà. Cái này là cái ổi. Rồi tôi sẽ mượn anh quay phim lấy điện thoại chụp tôi cho ảnh. Ok và sẵn tiện đây tôi sẽ hiện một cái bạn một cái app rồi. Đó là app này nè, app một kéo xuống, kéo xuống chú hả? Kéo xuống, kéo xuống đó. Đây giới thiệu bạn một cái app, đó là app 1998 cam, bấm vô thấy chưa? Đúng rồi. Cái app này thì chụp cái màu phim, kiểu là màu phim nó rất là đẹp luôn bạn. Giá có 29 ngàn hay gì thôi. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ mượn anh Vim chụp mình cái nha. Đó.
Đó, rồi anh phim chụp tôi một cái. Điện thoại kiểu là đang làm lắp á. Đó. Nói chung thì chịu không biết làm gì đâu. Đang chờ, đang chứ. Ê, đạp cái mic trả. Đạp bên cái mic này. Khùng này. Đó, cầm máy. Máy anh mua mày mới biết nhiêu tiền đó mày làm hư đây. Đó thì nói chung thì không có gì vui chứ các bạn. Đi vòng vòng mình thì máy chụp hình thì ok, kiểu là đi vòng vòng chụp hình bạn thôi. Đó thì nói chung cái video này á thì cũng xin lỗi là mình không có thể ra những nhiều clip kiểu là đi ăn uống là nhiều. Đó, tuần này thì cũng có ít nữa. Thì video này á thì nhằm giới thiệu cho bạn một cái app gọi là app chụp hình để cho nó đẹp hơn thôi. Đó, kiểu là hình màu phim các bạn. Các bạn cũng thấy cái hình rồi đó. Thì cái app đó mua khoảng 29.000 cái gì phải. Mình nhớ là vậy. Đó, và bây giờ thì mình sẽ gọi là đi chụp nhiều hơn nữa với cái app này, chứ không còn là máy ảnh nữa, thấy không? Và các bạn hãy nhớ để lại cho mình một like, một share và một subscribe để ủng hộ cho channel mình, để cho mình có những động lực làm clip tiếp theo dài hơn, to hơn, đẹp hay hơn.